Hôm nay mời các bạn cùng XTV đến với update. Scout lên tiếng, drama quay xe khét lẹt. Vset chính thức tới châu Âu, hé lộ lối chơi Senna farm quyền năng. Scout lần đầu lên tiếng, drama tiếp tục có nhiều tình tiết quay xe khét lẹt. Không lâu sau khi Riot thông báo chính thức về khả năng dự chung kết thế giới của Scout cũng như tình hình Li-Ning, tuyển thủ đường giữa này tiếp tục vướng vào một drama đời tư khác. Scout được cho là đang cập kè với quản lý của Li-Ning và cô này cũng gây ra nhiều vụ việc gây tranh cãi như bắt nạt tuyển thủ đàn em, lạm quyền. Chính điều này đã khiến làn sóng phản đối Scout bùng lên dữ dội. Nhiều fan Li-Ning ban đầu bảo vệ tuyển thủ này đã quay sang chỉ trích, mong Scout và bạn gái phải đưa ra lời xin lỗi và giải thích thỏa đáng. Tối 20 tháng 9, Scout có bài đăng đầu tiên trên trang cá nhân sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Anh xin lỗi vì đã khiến fan lo lắng thời gian qua, cho biết đang cố tập trung giải quyết mọi chuyện, hướng đến chung kết thế giới 2024 và sẽ có giải thích rõ ràng hơn trong tương lai. Dù vậy, sự việc vẫn chưa hạ nhiệt khi một bài đăng khác làm rõ vấn đề xung quanh vụ kiện giữa Scout và Edward Gaming. Theo đó, công ty đại diện của Scout, Super Agent, đã biết việc tuyển thủ này bị cấm xuất cảnh từ trước, nhưng cố tình không báo cho Li-Ning, qua đó đợi đến gần chung kết thế giới mới nói. Phía đại diện Scout mong Li-Ning và Riot gây sức ép lên Edward Gaming, thậm chí bỏ ra số tiền lớn để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, Li-Ning bất ngờ có cách giải quyết khác khi hỏi mượn Yagao từ JD và được Riot chấp thuận. Lúc này, Super Agent không còn cách nào khác ngoài vay tiền để Scout được dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh và có mặt tại chung kết thế giới. Hiện vụ việc gần như đã có thể giải quyết xong, Scout sẽ sớm sang Đức cùng Li-Ning trong vài ngày tới. Thế nhưng, làn sóng chỉ trích tuyển thủ này và công ty đại diện vẫn đang diễn ra rất mạnh trên các diễn đàn, mạng xã hội. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ Scout và hình ảnh của tuyển thủ này, trong khi phía Edward Gaming cũng được minh oan phần nào. Cho Vi và đồng đội theo hệ tâm linh tại chung kết thế giới. Genji chính thức công bố đồng phục mới tại chung kết thế giới 2024. Không ngoài dự đoán, đương kim vô địch MSI chỉnh láng trang phục với tông trắng chủ đạo từ trong ra ngoài, tới quần thi đấu cũng trắng nốt. Tất nhiên, để tô điểm thì không thể thiếu sắc vàng kim truyền thống của đội. Bên cạnh đấy là điểm nhấn màu đen ở logo và tên đội. Mẫu trang phục nhanh chóng được đem ra bàn tán. Nhiều người cho rằng thiết kế này chưa quá ấn tượng, trong khi không ít người tạm chấp nhận sau khi chứng kiến thảm họa hổ kim chi năm 2022. Điều được nhắc đến nhiều nhất ở bộ đồng phục này của Genji chính là màu trắng. Theo quy luật bất thành văn từ 2014 đến nay, thì đội vô địch thế giới năm chẵn luôn mặc áo trắng với Samsung Y, SKT T1, Invictus Gaming, Damwon và mới nhất là Dragonix. Trước đó, các đội LCK cũng lần lượt công bố đồng phục trắng là T1 và DK, trong khi LPL thiết kế jacket chung màu trắng cho cả 4 đội dự chung kết thế giới. Theo chia sẻ mới đây của CEO Genji, ông đã chờ đợi màu áo trắng của đội suốt thời gian dài và giờ thấy rất thích thú khi nó thành hiện thực. Vị CEO cũng tiết lộ các tuyển thủ, đặc biệt là Chovy, rất phấn khích với đồng phục mới này. Dự kiến, Genji sẽ sớm mở bán áo từ ngày 25 đến 29 tháng 9. Mức giá cho áo ngắn tay là 99.000 won, khoảng 1,9 triệu đồng, trong khi áo khoác là 169.000 won, khoảng 3,2 triệu đồng. Tốc Chiến hé lộ hàng loạt skin độc quyền, liên minh chỉ biết ước. Từ khi ra mắt đến nay, Tốc Chiến luôn nỗ lực tạo ra sự đột phá và mới lạ. Một phần là để thoát khỏi cái mác Liên Minh Mobile, một phần để chứng minh sự độc bản và chất riêng. Trong chặng đường phát triển của mình, đã có nhiều cột mốc mà Tốc Chiến tạo ra khiến người chơi choáng ngợp. Có thể kể đến việc sáng tạo và thay đổi chiêu thức tướng, các chế độ chơi mới toanh, tổ chức giải đấu, event chuyên nghiệp. Đặc biệt nhất, không thể không nhắc tới các skin độc quyền thường xuyên được đội ngũ phát triển bổ sung qua từng phiên bản. Điển hình mới đây, game lại tiếp tục công bố tới 6 skin mới chưa từng xuất hiện trên PC, khiến game thủ phải trầm trồ tán dương. Đó là Jin Kiêu Hùng, phần thưởng xếp hạng mùa 15, Khazik, kẻ đánh cắp giấc mơ, skin của White Pass, Fiora, biệt đội siêu thú,
Lilia Sứ Tuyết, Ari Sơn Hải Họa Đồ, Talon Chiêm Tinh. Không thể phủ nhận, việc liên tục ra mắt skin mới là một khía cạnh nổi trội của tốc chiến. So với bản gốc Liên Minh Huyền Thoại, rõ ràng đây là điều tựa game di động này làm tốt hơn hẳn trong vài năm trở lại đây. Chưa xét tới chất lượng và đánh giá chuyên môn, chỉ riêng số lượng thôi đã đủ áp đảo và khiến người chơi PC phải thèm muốn. Một điểm đáng chú ý nữa là hầu hết skin này đều chưa từng xuất hiện ở bản PC, thậm chí sẽ không được chuyển giao. Đây chính là điều khiến người chơi tốc chiến vô cùng tự hào và trân trọng. Các đội Việt Nam đã sang châu Âu để tham dự chung kết thế giới. Tối 20 tháng 9, hai đội tuyển Liên minh Việt Nam là GAM và Viking Esports đã chính thức lên đường sang châu Âu tham dự chung kết thế giới 2024. Tuy nhiên, chuyến bay của GAM bị lùi lịch khá lâu, khiến các thành viên vô cùng mệt mỏi. Dự kiến hôm nay, hai đội sẽ có mặt tại khách sạn và bắt đầu công tác chuẩn bị gấp rút cho giải. Để khắc phục vấn đề jet lag, GAM đã cho tuyển thủ tập luyện theo giờ châu Âu, ngủ lúc 5 giờ sáng, dậy lúc 11 giờ trưa. Cách huấn luyện này được kỳ vọng giúp các tuyển thủ có phong độ tốt hơn ở vòng khởi động. Năm 2024 là năm cuối khu vực VSET có suất đi thẳng từ các giải đấu quốc tế. Từ năm sau, chúng ta sẽ bị sáp nhập vào APAC, một bản mở rộng của PSET. Việt Nam sẽ chỉ có 1 đến 2 đội được tham dự APAC và phải bay sang Đài Loan để thi đấu. Phải thắng các đối thủ tại APAC thì Việt Nam mới có vé đi quốc tế. Điều này chắc chắn là một bước lùi đưa nền Liên minh Việt về vị thế trước năm 2017. Do đó, kỳ chung kết thế giới lần này mang ý nghĩa đặc biệt với các tuyển thủ và toàn thể khán giả nước nhà. Trong màn Last Dance này, Việt Nam sẽ cần thể hiện bản lĩnh như một khu vực độc lập, đủ tài năng và tầm vóc để sánh vai với các cường quốc liên minh trên thế giới. Hết đường buff, Senna chuyển lại lối farm quyền năng. Khi meta carry đường dưới không hiệu quả, Senna đã hoành hành xuyên suốt giải mùa xuân của nhiều khu vực. Đến mùa hè, Riot ra tay nấp thẳng lối build sát lực và bắp tương tác AP trong bộ kỹ năng Senna. Lúc này lại sinh ra vấn đề là cô vẫn quá khỏe, khi một cú quy ở giữa đến cuối game có thể hồi tới 800-900 máu cho cả team, miễn là họ đứng trên đường thẳng. Chưa kể còn có cơ chế giảm hồi chiêu chỉ bằng đòn đánh nữa. Nghĩa là Senna còn hồi máu khủng hơn rất nhiều các hỗ trợ thuần. Vậy nên rất nhanh sau đấy, Senna lại bị nớp cả hồi máu và lá chắn ở 14.17, khiến cô bị xếp gió, khi sát thương thì chả bằng ai, và hồi máu giờ cũng không hiệu quả. Tuy vậy, với việc meta đánh cánh yếu ở đường dưới, để đường giữa và đường trên gánh kèo vẫn phần nào khả dụng trong phiên bản chung kết thế giới, nhiều game thủ chuyên nghiệp và rank cao đang miệt mài thử nghiệm cách build mới cho Senna, cụ thể ở đây là đấu sĩ farm máu từ quyền năng. Senna vẫn là hỗ trợ với huyết trảo, tuy vậy bảng ngọc sẽ có khác biệt, với ngọc chủ chốt là quyền năng bất diệt, chứ không phải triệu hồi Eri. Về trang bị, Senna sẽ là hỗ trợ chiến đấu, chứ không phải bắp, với rìu đen là món chủ chốt. Sau đấy là ma vũ song kiếm. Với rìu đen, Senna sẽ có thêm không ít sự khó chịu, với khả năng bóc sát từ từ để AD đồng minh bắn đau hơn, và lượng tốc chạy lớn để thả rìu. Còn ma vũ, thay vì đại bác như thường thấy, là để bù cho lượng tốc đánh đã bị nấp ít lâu trước. Sau hai món chủ chốt này sẽ là các món quen thuộc như vô cực, sát thiên thần tùy tình huống, lời nhắc tử vong. Lối build này cũng phần nào hạt rẻ, khi chỉ cần hai món chính thôi là Senna đã rất khó chịu rồi, và có thể chủ động hơn trong khâu đánh nhau hơn là Senna bắp nút nút đằng sau. Tuy chưa quá phổ biến, nhưng Senna đấu sĩ đang ngày càng được game thủ rank cao ưa chuộng. Đây có thể là bài dị để một số đội vận dụng tại chung kết thế giới sắp tới. T1 tiết lộ lợi nhuận khủng từ áo đấu, có thể vượt qua tiền tài trợ. Trong phỏng vấn mới đây với kênh PentaQ của Trung Quốc, giám đốc vận hành Josh đã chia sẻ nhiều tin đáng chú ý về T1. Trong đó, ông tiết lộ cụ thể các nguồn thu
giúp đội duy trì vững mạnh những năm qua. T1 có 5 nguồn doanh thu chính. Đầu tiên là tiền tài trợ. Chúng tôi có các đối tác tuyệt vời như Samsung, Mercedes-Benz và Red Bull. Thứ hai là bán vật phẩm. Chúng tôi bán nhiều mặt hàng như áo đấu, phụ kiện và gối. Chúng tôi hy vọng số tiền từ nguồn này sẽ vượt doanh thu tài trợ vào cuối năm nay. Thứ ba là kinh doanh nội dung về T1. Chúng tôi bán nhiều nội dung như phim tài liệu và tạo doanh thu thông qua cộng tác với các nền tảng. Thứ tư là tiền thưởng từ giải đấu. Bên cạnh đấy, lợi nhuận từ việc bán skin cũng rất đáng kể. Thứ năm là kinh doanh trải nghiệm của người hâm mộ. Điều này gồm các hoạt động như T1 Homeground, T1 Basecamp và chúng tôi đang đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực này. Chính vì lẽ đó, vị giám đốc cho rằng việc phát triển cộng đồng là rất quan trọng, đặc biệt là các sự kiện trải nghiệm. Rõ ràng, một đội tuyển eSports không thể hoạt động trơn tru nếu chỉ dựa vào nhà tài trợ và tiền giải. Nói về đội hình hiện tại của T1, Josh cho biết ông rất muốn tất cả các tuyển thủ sẽ tái ký với đội thêm nhiều năm sau khi hết hợp đồng vào cuối năm nay. Dù vậy, vấn đề này được cho là khá phức tạp và chỉ được quyết định sau chung kết thế giới. Vậy bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!